chị đại gần 40 tuổi này chuyên bán quẩy, nhưng thực ra cô ấy còn ẩn giấu một thân phận đặc biệt khác. Đĩa đậu phộng rơi tung tóe mà chỉ vài đường, chị ta đã bắt được hết. Cô ấy thay bộ đồ nữ tiếp viên hàng không, rồi phi ra xử đẹp mấy tên cướp tép riu. Bộ phim này có tên OK, chị đại. Nữ chính tên Mi Răng, cô cùng chồng mở một tiệm bán quẩy. Việc kinh doanh rất thuận lợi, hôm nào cũng hết hàng. Một hôm Mi Răng uống nước ngọt, trúng thưởng là một chuyến du lịch Hawaii miễn phí. Gia đình ba người hào hứng tới sân bay, ngồi ở hàng ghế thương gia, Mi Răng vui mừng phấn khởi. Cô ấy gọi rất nhiều đồ ăn, còn tiện tay gấp khăn lau tay thành hình cái quẩy. Anh tiếp viên mang tới cho cô một đĩa đậu phộng. Anh này trượt chân suýt ngã, đậu phộng văng lên tung tóe, nhưng Mi Răng vung tay một cái đã tóm được hết. Anh tiếp viên vô cùng kinh ngạc, chưa kịp bái sư học nghệ thì chị đại này do ăn linh tinh nên phải đi giải quyết nỗi buồn gấp. Khi Mi Răng đang giải sầu trong toilet thì cô không ngờ được rằng bên ngoài đang có biến. Một đám lâu nhâu đang thầm thì, bàn tính gì đó, bên này hình như không có. Chúng cầm súng khống chế tiếp viên hàng không, giơ tay lên mau, cả máy bay đã bị bọn chúng khống chế. Nhưng bọn này không cướp tiền, cướp của, mà chúng tới để tìm người. Lúc này, một người phụ nữ đeo khẩu trang đen định chuồn, nhưng chạy đâu cho khỏi nắng, cô ta đã bị túm lại trong tích tắc. Lột khẩu trang ra thì chúng xác nhận không phải kẻ cần tìm. Nhưng gương mặt này khiến những hành khách còn lại xì xào, cô ta chính là diễn viên phim hành động nổi tiếng. Khiến cho một tên cướp trông thấy cũng đòi chụp hình tự sướng cùng. Một tên cướp đi lục soát thêm một vòng, thì phát hiện ra Mi Răng trong nhà vệ sinh. Anh ta nghĩ rằng đó chỉ là một bà cô yếu ớt, bánh bèo. Nào ngờ, cô ấy né dao nhanh như Lý Tiểu Long, rồi hạ gục tên này gọn ghẽ. Lát sau, trên loa có một tiếng nói vang lên, Phong Răng à, còn nhớ giọng nói của tôi chứ? Mi Răng thực ra không phải là một bà cô bình thường, mà nhiều năm trước cô là một nữ đặc công, vì tai nạn nghề nghiệp mà cô ấy buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ. Kẻ nào biết thân phận cô mà tìm tới tận đây thế này? Dù nhiều năm trôi qua nhưng Mi Răng vẫn chưa lụt nghề, chỉ vài phút, cô đã xử lý xong đám lâu nhâu. Sau đó, Mi Răng mặc bộ đồ tiếp viên, đi giày cao gót, đội mũ, giả làm tiếp viên hàng không, đẩy xe bước ra. Vừa đi được mấy bước đã gặp một tên. Cô ấy nhặt một lon nước tương thẳng vào đầu cậu ta. Rồi Mi Răng cầm một con dao, tiến vào khoang phía trước. Sợ con gái trông thấy mặt mẹ, sẽ làm lộ thân phận. Nên Mi Răng đã tiện tay cầm chiếc mũ chống nắng của một hành khách để che mặt lại. Chị tiếp viên đó ngầu thật, đúng gu mình thích. Mi Răng một mình hạ gục thêm mấy tên xã hội đen nữa. Nhưng vì gây tiếng động lớn nên kẻ cầm đầu, Chon Sung đã nghe thấy và tìm tới. Hắn ta còn dẫn theo chồng cô, Sắc Hoan nữa. Sắc Hoan thực ra cũng là người của tổ chức phái tới để giám sát hành động của Mi Răng. Sau khi bọn cướp xuất hiện thì Sắc Hoan đã gửi con gái cho ông bác ngồi hàng ghế bên kia trông giúp, còn mình thì trốn đi để gửi tin cầu cứu tới tổ chức. Đúng lúc đó, Chon Sung phát hiện ra anh ấy. Thấy chồng đang gặp nguy hiểm thì Mi Răng cũng đành đầu hàng, hai vợ chồng bị trói nghiến lại rồi dẫn độ ra khoang hành khách. Nhìn thấy bố mẹ, cô con gái nhỏ kêu lên một tiếng, ông bác ngồi ở hàng ghế đối diện giơ một con gấu bông ra để dỗ con bé. Chon Sung nghi ngờ cô bé này là con của Mi Răng, nhưng cô bé này đúng là con gái của Hoa Mộc Lan. Cô bé vội lắc đầu rồi ôm lấy cô diễn viên nổi tiếng gọi mẹ. Cô ơi giúp cháu với, đây đúng là con gái của tôi, cô bé thoát nạn. Nhưng tin này khiến cho hành khách rất ngạc nhiên. Ngồi về chỗ cũ cho tao. Một người đàn ông xông tới đấm vào bụng tên cướp. Nhưng cũng chẳng nên mừng vì chúng cũng chẳng phải có ý tốt gì. Mấy tên thuộc hạ của Chon Sung định làm phản. Những chuyện này đều là do một quả bom gây nên. Nhiều năm trước, bố của Mi Răng đã tạo ra một quả bom. Quả bom chỉ được kích hoạt bằng mắt của Mi Răng. Tổ chức quyết định tái khởi động kế hoạch, nên Chon Sung tới để bắt Mi Răng. Nào ngờ lại bị phản đêm. Chúng định sẽ giao Mi Răng cho quân đội để đổi một số tiền lớn, còn máy bay thì để rơi tự do xuống biển, tiêu hủy mọi dấu tích. Việc đã tới nước này thì vợ chồng Mi Răng đành hợp tác cùng Chon Sung. Ba người xử lý đám phản đồ một cách nhanh gọn. Khi hành khách đang vui mừng thì lại có diễn biến mới. Con gái của Mi Răng bị ông bác đưa đi. Thì ra, ông ta mới chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Năm xưa, chính ông ta đã sát hại bố của Mi Răng. Trong con gấu bông mà ông ta đưa cho cô bé, chính là quả bom hẹn giờ đã cải tiến. Nếu nó phát nổ thì tất cả mọi người ở đây đều đi đời nhà ma. Nhưng ông bác già khọm này sao đấu lại được Mi Răng? Cô kéo cửa máy bay ra, ném con gấu bông và cả ông bác xuống dưới biển.
Cuối phim, gia đình ba người chơi đùa bên bờ biển. Sắc Hoan đã tặng nhẫn cho Mi Răng và nói cho cô một bí mật. Thì ra, chẳng có giải thưởng nào hết, dòng chữ trên nắp chai nước ngọt là anh ấy tự chế. Số tiền đi du lịch lần này là quỹ đen Sắc Hoan tích cóp 10 năm nay, để vợ con được đi chơi thoải mái. Video tới đây là hết. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!